Chào các bác, hôm nay lại tiếp tục update chi tiết hơn chút lô âm ly Nhật về bên thằng Audio. Hàng về rất là nhiều phục vụ anh em chơi Tết. Đây là hàng về nhiều chật chội không có chỗ để bày đấy. Đây thì cho các bác ngắm từng con. Năm nay thì cũng như mọi năm anh em rất là ưa chuộng các dòng âm ly săn xui và dòng âm ly đờ lông, là hai dòng mà anh em rất là ưa chuộng. Thì lô này là về đây, ví dụ đây là 6L7LX, con này mặt gương, các bác nhìn mặt gương rất là bóng và đẹp, rất là sang. Con này là con 6L7D6L7X, rất là bụi bặm. Đấy, hồi gỗ. Giờ mình bóc thì mình biết rồi. Đây còn đờ lông 580D, con này có giải mã. Có giải mã để các bác chơi nhạc từ trên mạng xuống. Đây 580D. Tiếp theo là con này là con đờ lông 880D. Con này cũng có giải mã luôn. Anh em cầm nhạc từ trên mạng luôn xuống được. Đây cũng là 880D đời lông đây. Còn dưới cũng vậy. Lâu này là 3 con 880D rồi. 3 con đời lông 880D. Sony 3.3S R. Sony F500 này. 3 răng 54DS này. Đây tiếp là con Samsung D607X này. Âm ly đờ lông 390 4 la mã này, rất đẹp. Âm ly PN 7.8 này. Âm ly Sansui 607XR mặt vàng. Đây là âm ly Sansui D707. Đây là âm ly Onkyo 817XR. Loa PN set 7000 này. PNG 700 này, X7000 này, đấy, loa Diatone 37B này, 37B này, D607 66RX, loa Onkyo, loa JBL 4800 này, đấy. Loa JBL TLX 20 này, HF9 này. Lô này về tiếp này, CD thì rất là nhiều loại, CD Sony Victor. Tiếp tục đây, về con này con Alpha 607, con này cũng mặt gương. Con này là con Alpha 607i, cũng mặt gương. Sansui. Con này Sansui Alpha 607. Con này con Sansui Alpha 607KX, mặt đen đời cao. Quai PN 3.5 này. Để tiếp tục Sansui D607X thôi. Con này con khủng, con Sansui 911DG. Đây hàng bãi về vẫn còn nguyên bụi bậm. Cái này chỉ cần lau qua cái này rất là đẹp. Tiếp tục một con đờ lông 880D. Đây là con 780D này, đờ lông 780D này. Đây là đờ lông 880D tiếp này. Đờ lông 880D tiếp này. Tiếp tục đờ lông 880D. Lô này về rất nhiều, anh em xem pin giải mã luôn. Súp này. Con này con súp này, Henny Green. Con này là gần đốt trúc, con này súp và bát. Con này tiếng rất là gọn ghẽ, chắc tiếng. Bát 20. Xem súp gì đây. Ở đây là cục súp Tannoy này. Giúp ta nói 10 này. Con này có volume, có cắt tần, có đào pha. Đầy đủ hết luôn. Điện từ 100 đến 220. Đây nó có cái cầu gạt. Con này là Design in the United Kingdom. Đây.
Vâng, nhìn này. Design của anh, Tannoy là của anh. Thiết kế đấy. Đây, sụp vào đây, rất là bụi bặm. Tiếng rất là hay. Yamaha 1000 mm về tiếp tục rồi. Sạc pin D3 hôm nay về tiếp tục. Tí nữa còn về tiếp. Cặp loa Tiklik 440. Con này có cái họng kèn rất là gồ, họng kèn ga. Họng kèn ga này chỉ có những cái cặp loa nó gồ, trong khi cặp bình dân này nó lại có sở hữu cái cặp kèn này. Bác nào chơi sưu tầm lấy cặp kèn này về đổ loa tuyệt vời luôn. Đây là cặp Diatone 35B. Quai Victor C50. Ở đây lô đờ lông 394, 393. Onkyo 917. Âm ly piano 8900, con này 8900. Anh em lưu ý là 8900 nên là chạy 8 con chó sắt. Ở đây là con 8600X. 8600X. Đây là con Alpha 607 LX Trang dòng mặt gương. Con này là con Onkyo 817XX. Con này thì có các catalo và thùng gần như mới luôn. Con này các bác chơi với những cặp Onkyo đi 77 sau các bác kép vàng vào nghe rất hay. Catalo của nó đây. Vẫn còn thùng. Rất là đẹp. Đờ lông 2000. Đờ lông PM 2000 công nghệ 225W. Đây, lọc và GBC 770 này. Đây là con CD Soli X3ES. Âm ly đài Pioneer 616. Âm ly Sansui 507XR, 607XR mặt vàng. Con này là con Sansui 607 được các chỉ vàng hồi gỗ. Hai con 607X được các chỉ vàng hồi gỗ. Con nhìn chất bãi nó rất là đẹp. Chỉ vàng mặc dù chưa lau nhưng mà rất là đẹp và bóng. Con này khủng hơn này, con này là 707X được các. Các bác lưu ý là hàng bãi bên em về để mộc nguyên này thôi. Các bác đến nào thì nó vậy rồi. Thử D607X. Lại thêm một con đờ lông 880D nữa. Rất nhiều đờ lông. Đờ lông 880D có giải mã rất nhiều. Soli 333SG này, đầu CD. Con này tiếng rất hay, đặc biệt là về giải trầm. Con này là con X33S. Con này là X333S 3 số 3. Con 333SG và con này thì anh em là thích giải trầm, anh em thích. Con này nó đều ra. Con này thì trùng sáng này. Con này 3S này. Rồi quay giờ này, đầu CD này. Ông đô này về tiếp tục một con đầu lông PMA500. Dòng này thì chạy 4 con sau Motorola. Anh em chơi lo Mỹ rất là hay. Tiklik V7. Con này anh em chơi lo Nga đánh hay này. Còn bọn Victor lại nữa. Victor lại chơi lo Nga cũng hay. Đây còn trồng sau này. Đô này về được khoảng hơn 50 cái âm ly các loại. Đây, Soli ở đằng trong này. Các bác có nhu cầu thì alo cho em theo số máy 098 369 8887. Địa chỉ số 67 ngõ 225 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội. Đây địa chỉ đây. Các bác chụp ảnh màn hình vào. Các bác ở tỉnh xuống Bến Tre Giáp Bát thì xa em rất là gần đó, cách có khoảng 2 cây thôi.
Các bác quan tâm có thể đăng ký kênh YouTube của Tràng Audio để cập nhật các sản phẩm khác.